luôn á. Không, má tao lộn với tao thân mày á. Đâu có lấy lần nào đâu, cũng như có một lần là bà lợn bà hỏi. Giờ cũng hết cua. Giờ bà lợn nữa hỏi nữa là cũng hết cua. Thành ra thấy vậy mình cho cua bà ăn. Chứ đâu có gì. Thành là đến ba là đâu có thân thiết gì đâu. Chào cả nhà nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay lại vườn cua của dì Ba ở con hẻm đường Nguyễn Trãi quận 5 nha mọi người. Thì bây giờ là 12 giờ trưa nha mọi người, thì cua đã bắt đầu được chủ xe ôm đưa ra. Hôm nay là khá muộn so với mọi hôm, và hôm nay cũng rất là đông người đang chờ đợi để mua cua nha mọi người. Đây, còn anh đang cầm sổ 31 đây. Đang chờ đợi sổ 31 nha mọi người. Rất là đông. Đây. Bây giờ dì Ba là vẫn chưa ra nha mọi người. Thì số người là rất là đông, đang chờ đợi để chờ xem dì Ba đến. Bây giờ chủ xe ôm là ra chở cua ra trước. Sau đó thì dì Ba sẽ ra sau. Wow. Anh nào chưa có số á? Anh gì nào mua lấy cái số cho em đó nha. Anh gì nào mua lấy cái số cho em đó. Chưa có số, chưa có số. Quay hết trơn rồi đó, quay quay.
cua má má này con. Có quay nữa mấy ông nội. Thôi. Ba. Cảm ơn không? Cua hả? Dạ bye bye. Rồi. Bye bye. See you again. Gì rất là dễ thương luôn. Gì này là rất dễ thương nha mọi người. Hôm nay là gì Long An chạy lên để mua cua nhưng mà cua đã hết rồi. Bởi vì cua là còn cua giờ không à, thì cho nên dì ba đã bán và cho dì này ba con cua nha mọi người. Đây, cho dì ba con cua. Con gì đó nhưng mà bên đây ngon, bên kia không ngon. Thấy là ngon á. Không. Cô mua ngon. Cô mua cua thì ba mấy lần rồi? 4 lần này. 4 lần mình tự vuốt lên đây nha con. Dạ. Sao gì dễ thương quá. Má này lại 60 giờ con. Dạ dạ. Đấy, chị rất là dễ thương nha mọi người. Từ Long An chạy lên mua cua ấy. Thì hôm nay thì do cua nó dở cho nên dì ba không bán mà dì ba cho ba con cua mang về. Rồi anh trai nhờ đưa dì ba đập luôn đi anh trai. Đó bỏ hết luôn đi em. Thì ra chứ chia lại một con cho dì ba này, chị căng giùm em. Cua dở thì dì ba đã cất lại nha mọi người, không bán cho khách hàng nữa. Cái đó bỏ hộp cho con nha. Thôi khỏi cân luôn. Thôi như lấy bỏ hộp cho con. Con này 217 chị. 217. Cua thịt nó phải vậy mà. Đây em bỏ vô đây nè. Đâu lấy bịch cho em nè. Rồi em gái xong rồi đây em gái. Ba con của em nè. Lấy bịch chanh muối lại của em đi. Đâu rồi em lấy ra luôn đi. Đó chanh muối em lấy ra đi. Thì bây giờ cua đã hết nha mọi người. Rồi em qua bên kia xin chị lại chanh muối đi. Cho mọi người. Cho cua như không có bán nha mọi người, bởi vì cua nó dở. Dạ, chứ cái hộp bỏ về hả? Lấy cho xin cái hộp mà... Chị, cho xin cái hộp chị. 257, cô cứ em bé này riêng hả? Rồi, em đặt mua lại cho chị đi. Rồi, hết luôn. Chị này nhiều hơn lắm này, chị này bán đá bào này, mai em qua quay chị luôn, chị bán ngay cầu Nguyễn Văn Cừ này. Bán cực em nó, em của con nó sợ chạy. Bỏ bịch, bỏ bịch hả? Bỏ bịch giấy, bỏ bịch giấy, không giấy được. Chị nói sao? Đang bán nhưng mà cái gì con cuối cùng thì em có phần gạch đó, không có chanh đó em. Chị ba bỏ ra chị ba. Chị mua gì cho con hả? À, cho cha mẹ già giống như chị ba nè. Dạ thèm hôm qua tới giờ. Hôm qua chị tới mà không có hết. Hôm qua chị ba đứng một mình tập giùm nó. Bữa nay chị 10 giờ mấy 11 giờ chị ngồi xem mọi người xem nha, cả nhà xem nha. Đây cua rất là ngon. Đây chị ba cắt cua cho khách hàng nha. Rồi bé gái đưa ra đây cua ơi, chị ba đập luôn cái này. Cái này của con. Chị ba đập luôn cái này luôn chị ba. Đưa em hai cái hộp chị. Chị bạn đưa em hai cái hộp chị bạn. Cua thịt hồi đâu nông nước nha. Bỏ hai cái hộp không em? Dạ bỏ hai hộp. Xấu thì sao gì ba? Xấu là tại vì nó không. Đổi cua khác hả? Đổi cua khác hả? Bởi vì gì ba ghét mua này. Cái này á nó không được đặc biệt. Đúng rồi, cua thịt nó ngon bằng. Thấy không? Lấy cái đồ điện cho thầy sao ba. Hai con cua không ngon thì dì ba là đổi lại nha, bỏ ra ngoài không ngon. Đây hai con cua, ba con cua không ngon thì dì ba đổi lại cho mình. Quay cô tí hả? Bây giờ là cái gì?
mà nhá. Dạ, ăn đợi mà. Dạ không sao. Phải mua thịt chứ vậy á. Hai con này sao vậy ba? Lấy một con khác cho người ta này. Đợi. Chị ba đổi lại hai con cua lại cho khách nha, bởi vì hai con cua này phải ốp, không ngon, không được ngon chứ phải ốp nha. Không được ngon thì chị ba đổi lại cho khách rồi. Trời ơi, tôi mệt quá trời luôn nè. Cái này lại còn còn bệnh dưới nữa gì ba? Hai con gạch đó là của bé này hay gì ba? Hai con gạch này là của bé này, chị bán ra đi. Bé này là cho là thịt đi nè, vừa xôi vừa thịt đó không? Em ơi. Đây, dì ba đang phun cua và sau khi đó phát hiện cua không ngon là dì ba đã đổi lại cua khác cho. Đây lấy cua khác cho khách nha. Đổi lại cua khác. Dì ba thấy cua không ngon nên dì ba không bán lại cho khách nữa nha mà. Đây, mặc dù cua còn nhưng mà cua này không ngon cho nên dì ba không bán nữa. Hai con này không ai lấy đó. Đây, dì ba cua này ngon thì dì ba để lại cho khách này. Và bù lại cho. Nhưng mà đổi lại đúng không? Giờ của em đủ chưa? Đây mấy con. Hả? Dạ, tổng cộng hai mấy con? Bốn con. Bốn con ăn thịt với hai gạch đúng không? À. Rồi đó còn nó đủ. Chị Vy, cho em cái hộp với chị. Thấy, đó cái hộp. Đừng cho khách. Đây nè anh. Không, cái này khác. Này là không có được ngon lắm, chị ba không bán nữa. Nha mọi người, thì bây giờ dì ba đang khui cua cho khách này, thì trong khi đó là nhiều người khác đang chờ mua cua, thì dì ba là không bán bởi vì cua hôm nay là không ngon, cua này không ngon nha mọi người, mọi người có thể nhìn này. Mọi người có thể thấy không, đây, cua này không ngon này. Đây ba này, khách này. Trễ quá, cua đâu còn ngon đâu ăn. Giảm tải ngay cũng mấy số. Chào mọi người nha. Thì sau khi dì ba bán cua xong thì khu vực là được dọn dẹp rất là sạch sẽ nha mọi người. Đây là chị Thủy này. Chị Thủy là chị đang quẹt cho sạch chỗ này. Còn bên này là cùng công việc được chui luôn nha mọi người. Tức là dùng được lau nhà để chui luôn. Đây. Rác rưởi được dọn lại rất là sạch. Đây mọi người. Đây được chui rất là sạch sẽ nha mọi người, không phải xả rác bừa bãi gì đâu nha. Đây. Còn bên này là hai vợ chồng ở dưới bến tre lên mua cua ăn này. Thì anh chị ăn cua thế nào, cảm thấy ngon không chị? Ngon quá. Ngon hả? À. Bữa sau kẻ mua tiếp không anh? Dạ dạ. Đây mọi người nha. Hai vợ chồng ở dưới bên Tây lên mua cua này, ăn rất là ngon luôn. Đây, rất là ngon, tuyệt vời nha mọi người. Đây, cảm ơn anh chị nha. Đây, vào đây dì ba bán xong rồi nha mọi người. Mấy cô bán vừa rồi. Dì ba cái cô cần dùng để dì ba có quan không? Cô mà cho mấy con cua đó. Trời ơi, cô
vì bà đâu quen nó, cũng như là... Ý là mua mua nhiều lần á hả? Đâu có thấy lần nào đâu, cũng như có một lần là bà lợ bà hỏi, giờ cũng hết cua, giờ bà lợ nữa hỏi nữa là cũng hết cua, thành ra thấy vậy mình cho cua bà ăn, chứ đâu có gì, thành là đến ba là đâu có thân thiết gì đâu. Hồi này thì chị ba cho bao nhiêu con cua nhỉ? Ba con, bốn con. Cho mấy con đây chị ba? Hả? Cho hôm nay cho ba kia mấy con? Ba con. Ba con à? À ba con cua. Rồi không biết. Dạ. Nha mọi người, đây chị ba hôm nay chị ba cho người phụ nữ đó là ba con cua nha. Mà cua nó cũng sống đàng hoàng chứ cũng chết tại vì nó rất là thơ. Dạ, cua đó là không có ngon nha. Chỉ đợi mình hấp á thì mới hấp ra còn nóng á thì nó còn đông nước. Nó đông nước chứ không phải nước lâu gì đâu. Dạ. Nó đông nước á là trong khi nó còn nóng quá chứ. Dạ. Yeah. Cái ba đó là quen gì ba hay là sao gì ba? Ừ. Cái ba là gì ba cho cua. Cho người quen gì.